ngồi xuống làm cốc Silver Down và nghe tin vắn manga trong ngày hôm nay, ngày 26 tháng 5. Rai 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 by Kei Yoshiaki. Câu chuyện bắt đầu từ việc một ông bố lúc nào cũng nghĩ tới việc nhanh giàu và giàu nhanh. Một ngày nọ, ông bố phá sản khiến cho cô con gái Sumire Ichigaya 18 tuổi phải gánh khoản nợ chồng nợ chất, không có tiền đi học đại học. Để trả nợ, Sumire Ichigaya phải bán mình cho tư bản là một công ty chuyên tiêu diệt các loài sâu bọ không gian. Và đen đuổi thay, bữa nay lại là lần thứ 7 trong tháng, cô bị sếp mắng vì bị người ngoài hành tinh bắt cóc trên đường đi làm. Ngược về quá khứ một chút, 50 năm trước, trái đất đã trải qua một cuộc chiến với người ngoài hành tinh kéo dài gần một thế kỷ. Và dĩ nhiên rồi, cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về loài người. Tuy nhiên, hậu quả từ cuộc chiến trước đó đã khiến cho trái đất giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát. Đồng thời, trước khi người ngoài hành tinh rời đi, họ đã để lại hai loài sinh vật nhằm mục đích cản trở sự phát triển của nhân loại. Đó là sâu bệnh không gian và sâu bọ không gian. Sâu bệnh thì phá hủy hệ sinh thái, còn sâu bọ thì to lớn hung hãn như những con kaiju khổng lồ. Thời điểm rối ren này đã xuất hiện các nhân tài mới nổi, tận dụng công nghệ tân tiến của người ngoài hành tinh. Họ thành lập các công ty quân sự tư nhân để xử lý sâu bọ và đã trở thành một phần quan trọng của an ninh quốc gia. Trở lại với Sumire Ichigaya, thì cuộc sống hàng ngày của cô bỗng thay đổi 180 độ khi cô bị UFO bắt cóc. Những người bị người ngoài hành tinh bắt cóc thì thường có một kết cục khá là thê thảm. Một số người thì bị biến đổi tay chân, một số thì bị biến thành slime và một số thì biến đổi hoàn toàn cơ thể. Một giọng nói của ai đó cứ lảng vảng trong đầu cô, sâu bọ không gian tấn công và thậm chí cả một công ty quân sự cũng đang truy đuổi cô. Manga Rai 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 của Yoshiaki, thể loại action drama slice of life sci-fi lấy chủ đề alien biến đổi, chắc chắn sẽ làm anh em hương giả mãn nhãn với phong cách vẽ và tạo hình nhân vật cực cuốn. Chap 15 mới nhất vừa được cập nhật trên web Urasunday ngày 20 tháng 5 năm 2024. Okibi no Takibi, cắm trại tại Okibi. Chap 1 và 2 tớ mang đến cho các anh em hương giả một tâm hồn đẹp với series manga mới cón lấy đề tài camping survival và một chút action trong một thế giới giả tưởng. Sao mà tớ thích cái chủ đề sinh tồn ẩm thực như thế không biết. Chap 1 và 2 mới nhất của mangaka Hikaru Uesugi trong series Okibi no Takibi được đăng dài kỳ trên Champion Cross mới từ 20 tháng 5 năm 2024. Centuria Chap 7, Julian đã bắt đầu trận chiến đầu tiên cùng những người bạn. Đối thủ của họ là một quái vật khổng lồ, nhiều đầu nhiều tay, và điều bí ẩn nằm trong một chiếc đầu của con quái vật gớm ghiếc. Anruvaru xinh đẹp đã bị trọng thương bởi sức mạnh và sự khó lường đến từ thứ sinh vật dị thường này. Julian, hãy làm gì đó để cứu cô ấy đi chứ. Chap 7 vừa mới lên kệ của Shonen Jump Plus thứ 2 ngày 20 tháng 5. Cái Kai Geitima by Ken. Mangaka Ken tiếp tục giữ vững phong độ ra chap mới đều đặn mỗi tháng trên Gen Manga. Vẫn với lối vẽ gọn gàng, cách điệu và tương phản mạnh mẽ sáng tối như Colorless, manga Dai Kai Geitima mang đến cho chúng ta những cảnh action phá khung mãn nhãn nhưng vẫn rõ ràng từng đối tượng nhân vật cũng như những bóng hội thoại. Tớ thích sự gọn gàng này các cậu ạ. Các trang màu với tông màu trầm nóng rõ ràng rất ấn tượng đúng không? Thì trấn cảng Kanami bị tàn phá bởi những con sóng lớn do một con quái vật bất ngờ xuất hiện từ biển gây ra. Còn quái vật không còn hoạt động nữa, hòa tan vào biển và đã trở thành nguồn dinh dưỡng dồi dào cho hải sản, làm phong phú thêm nền kinh tế của thị trấn Kanami và được gọi là Geitima, vị thần sinh sản. Một cô gái tên Yako Morinomiya, nạn nhân của thảm họa, đã làm búp bê Geitima để kỷ niệm sự kiện này. Chúng được bán làm quà lưu niệm và trở nên phổ biến. Tuy nhiên, một con quái vật xuất hiện ở thị trấn Kanami đã được khôi phục rồi. Lần đầu tiên sau 10 năm, quái vật sẽ là kẻ thù hay là đồng minh đây? Chap 12 mới nhất vừa được cập nhật nóng hôi hổi vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Bản phát hành miễn phí dự kiến sẽ được cập nhật thành 2 phần từ đầu đến giữa tháng 6. Nhớ để ý để đọc nhé các hương giả. Scavengers Another Sky, người nhặt rác ở một chân trời khác. Eya Mangaka Furube Ryo trong tháng 5 này đã liên tiếp ra 2 chap truyện. Vừa ngày 1 tháng 5 ra chap 21, thế mà ngày tối 22 tháng 5 đã tung luôn chap 22 rồi. Ở thời đại mới thì nghề nghiệp nào cũng phải có sự đầu tư anh em ạ. Có ai nghĩ tới rằng
sẽ có ngày nghề đi nhặt ve chai cũng cần phải được huấn luyện kỹ càng và trang bị súng ống tận răng không cơ chứ. Ấy thế mà trong bộ manga Scavengers in Another Sky sẽ mang đến cho chúng ta một hành trình mới mẻ, ma mị và cả đầy nguy hiểm nữa. Trong cơ sở nghiên cứu mờ ám được gọi là trạm dừng xe buýt, một nhóm các cô gái vũ trang được gọi là người nhặt rác hoạt động. Họ được phái đến những vương quốc bí ẩn được gọi bằng tên viết tắt là BP, nơi được cho là nơi ở của những kho báu đang ngủ yên. Nhưng mà những bóng ma ở thế giới khác đang ẩn giấu điều gì? Khám phá, đánh bại, sưu tầm trong nỗ lực thu thập $1,000,000 và kiếm được tự do. Những cô gái này dấn thân vào một hành trình tìm kiếm nguy hiểm đến tính mạng. Chapter 12 đã sẵn sàng trên dân Champion Dragon Yasinate Kudasai. Các cậu có biết tên khoa học của loài người là gì không? Là Homo sapiens, nghĩa là thông thái. Còn rồng là gì? Chắc ai cũng biết rồi. Trong truyền thuyết xa xưa hay đại loại là các bộ manga nổi tiếng gần đây như Soso no Frieren hoặc Dungeon Meshi thì rồng luôn là nỗi khiếp sợ của mọi giống loài. Và manga Dragon Yasinate Kudasai lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Irusilla là một con rồng đến từ một thế giới khác, một nơi hùng vĩ tráng lệ và ma lực tràn trề. Để có thể tồn tại ở nơi khắc nghiệt ấy, những con rồng cho đến khi đủ lông đủ cánh phải tham gia khảo nghiệm trưởng thành. Và em rồng gái Irusilla đã thất bại kỳ khảo nghiệm đó. Bố mẹ của em rồng gái trắng trẻo này đã khuyên cô nên sống ở một nơi khác khắc nghiệt hơn, không có ma lực như là trái đất. Và thế là có cái cảnh Murakami đang đi ăn thì gặp một em rồng nhiều thịt, nhút nhát, ngoan ngoãn, hiền lành đứng đợi để được ăn bám. À mà không, được nhận nuôi chứ. Hiền lành thì đúng là có, nhưng mà lành ít dữ nhiều. Bởi vậy nên tình bạn của Murakami nghèo kiết xác gặp phải một em rồng xinh đẹp Irusilla đầy khuyết điểm trên hành trình rèn luyện bản thân, với nhiều tình tiết hài hước trong Slap Life. Trong bối cảnh thế giới siêu nhiên được bộ đôi tác giả Makise Shun và Higashura Yuki kể trong Dragon Yasinate Kudasai qua từng chương cực kỳ bánh cuốn luôn. Sau cùng thì Irusilla sẽ học được gì đây? Rèn luyện được những kỹ năng gì ở thế giới này? Cùng chờ xem, tớ sẽ cập nhật tình hình sớm thôi nhé. Cá nhân Lavi thì tớ thích cách design và style art của bộ này cực các cậu ạ. Irusilla dễ thương như Iskra vậy. Chương 13 mới nhất đã được cập nhật vào ngày 1 tháng 5 và phiên bản bổ sung 4 trang có tựa Ngắm pháo hoa bay vừa được cập nhật vào 22 tháng 5 năm 2024. Các cậu có thể đọc trên BeSix hoặc trên Manga One hoặc tại Urasunday nha. Hết Shibudown rồi nha. Pha thêm đi, Gabi. Ok, đợi chút nha.